người mang trong tâm lương thiện từ bi thì sẽ có lợi ích gì? Thế gian lạnh ấm mãi đan xen, nửa thì mưa gió, nửa phồn hoa. Thế nhưng không tỏ thường oán trách, đâu biết vấn đề ngụ trong tâm. Tương truyền rằng Đức Phật Mật Lạc Nhật Ba là một trong những thánh nhân nổi tiếng nhất của Tây Tạng. Thời ông khổ tu trong sơn động, ngày kia có một nhóm thợ săn đi ngang qua đó. Những người này đã đi cả ngày mà chẳng săn được gì, nên đa số trong lòng đang rất khó chịu. Khi đến trước hang động nơi Phật Mật Lạc Nhật Ba ngồi, nhóm người này dừng lại quan sát xung quanh một lượt, rồi hỏi rằng ông là ai. Đức Phật từ tốn đáp: bản thân là người tu luyện. Nghe vậy, họ liền uy hiếp ông, báo rằng phải đưa hết lương thực ra, nếu không chúng sẽ giết không tha. Phật Mật Lạc Nhật Ba lại nói: vì là người khổ tu nên ông chỉ ăn cây gai mà sống, toàn thân cũng vì vậy mà hóa màu xanh. Nơi đây không có lương thực. Nhân đó ông khuyên đám người hung hăng kia rằng: đối với người tu hành thì nên cung dưỡng, không nên chiếm đoạt. Một thợ săn trong đám hỏi: cung dưỡng lương thực cho người tu hành có chỗ nào tốt chứ? Đức Phật đáp: cung dưỡng cho người tu hành thì sẽ có phúc báo. Khi ông vừa dứt lời, đám người kia liền cười khinh khi và tiến đến ôm ông đang ngồi ở trên quăng xuống đất. Những người khác xúm lại liên tục nâng ông lên rồi lại ném xuống. Bọn họ cứ làm như vậy khiến thân thể gầy yếu của ông đau đớn vô cùng, không thể chịu được. Trước sự vũ nhục hành hạ của đám lưu manh vô lại, Phật Mật Lạc Nhật Ba không hề thi triển thần thông trừng phạt mà lại rơi lệ thương xót, bởi ông biết sau hành động ngày hôm nay, báo ứng sẽ theo đó mà đến với họ. Thái độ ứng xử và những giọt nước mắt của ông chính là biểu hiện từ bi độ lượng. Lúc đó, có một người trong nhóm không tham gia ức hiếp lên tiếng: đây thực sự là một người khổ tu. Cho dù ông ta không phải là người tu hành thì cũng không nên hà hiếp một người ốm yếu như vậy, không nên làm như thế. Những người còn lại nghe vậy bất giác liền dừng tay, cười khinh khi sau đó bỏ đi. Vì nhân ác đã gieo mà sau này từng người trong nhóm thợ săn đó đều phải chịu quả báo, bị quan phủ xử phạt rất nặng, trừ người đã khuyên ngăn là không bị sao cả. Câu chuyện trên đây cho thấy, từ bi không phải khi người khác tốt với chúng ta thì chúng ta mới thiện với họ, mà từ bi là một tình yêu thương bao la rộng lớn, một cảnh giới tâm tính rất cao. Lấy khoan dung để tiếp nhận thái độ công kích của đối phương, lấy nụ cười đáp lại lời châm biếm, lấy nhường nhịn cảm hóa sự chế giễu, lấy bao dung đối đãi với khuyết điểm và sự hiểu lầm của người khác. Đó cũng chính là một trong những biểu hiện của từ bi. Một biểu hiện khác của từ bi mà chúng ta rất hay nghe nói đến, đó chính là thiện. Gặp người khó khăn thống khổ liền thấy thương cảm, chiếu cố người hiền lương, thương xót và khuyên ngăn người hành ác, vân vân. Đối với mâu thuẫn và cách ngăn giữa con người, cho dù bất kể là dùng phương pháp gì để tiêu trừ thì cũng sẽ không giải quyết được triệt để. Chỉ có thể dùng tấm lòng thiện giải, mang sức mạnh hơn ngàn lời nói, khiến cho những oán hận và gián cách lập tức tan biến vào hư vô. Vậy nếu một người lương thiện và từ bi thì sẽ được những lợi ích gì? Có câu rằng: tướng tùy tâm sinh. Người luôn giữ sự từ bi thì mặt mũi nhìn xuất hiền lành thiện lương, ngày càng trở nên xinh đẹp. Càng lương thiện thì phúc khí càng nhiều, tâm thái an hòa, người người yêu mến. Trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử có câu: thiên đạo vô thân, thường giữ thiện nhân.
ý rằng đạo trời không phân biệt bất cứ người nào cả, mà chỉ thường ban những thứ tốt đẹp và may mắn cho người lương thiện. Xã hội ngày nay, rất nhiều người đang mong cầu được may mắn, phúc lộc giàu sang, muốn được trời cao trợ giúp, nhưng lại quên đi rằng vấn đề nằm ở chính bản thân mỗi người. Tu tâm, tích đức, hành thiện thì tự nhiên sẽ được những gì đáng nên có.